Số 13 Phố Minh chương 1059, tuyển chọn bắt đầu một. Karen đứng người từ trên ghế lên, sau đó sau óc cảm thấy choáng ván một hồi, mức độ choáng ván vượt ra khỏi sự tưởng tượng của anh, cả người ngay lập tức mất thăng bằng, ngã quỵ về phía bàn sách trước mặt. Lúc này, Pan đang trong phòng ngủ sát vách nghe được tiếng động cưỡi Kevin đi vào trong phòng sách, trông thấy cái bộ dáng này của Karen, Pan lập tức nhảy lên bàn đọc sách, ấn vang cái chuông trên bàn. Karen, cậu thế nào rồi? kiệt sức mà thôi. Ồ. Cậu làm cái gì? Karen có chút bất đắc dĩ, nguyên nhân này nói ra thì có chút kỳ lạ, bởi vì học tập quá độ mà kiệt sức. Nhưng sự thật chính là như vậy, anh đắm chìm trong việc học tập quên cả bản thân trong suốt cả một đêm, trong suốt một đêm này, khối Rubik thuật khóa vẫn luôn đang vận chuyển, cho dù Karen có lượng năng lượng linh tính tích trữ rất dồi dào đi chăng nữa, sau khi tiêu hao trong thời gian dài như vậy thì cũng gần cạn kiệt đợi đến khi muốn đứng người lên sự mệt mỏi nghiêm trọng và cảm giác kiệt sức ngay lập tức ập đến heo đẩy cửa thư phòng đi vào sợ hãi mà hô lên thiếu gia ngài thế nào rồi nói rồi heo bước về trước đỡ karen lên do cậu ta quá mệt mỏi pan nói thiếu gia tôi đỡ ngài đi nghỉ ngơi heo ly đỡ karen vào trong phòng ngủ lúc cô ta đang chuẩn bị giúp karen nằm lên trên giường pan mở miệng nói không tắm rửa trước thì cậu ta không lên giường đâu. Tắm rửa. Heo Ly vô ý thức nuốt ngụm nước miếng. Nhanh lên đi, giúp cậu ta tắm rửa đi mông lớn. a à, vâng, vâng. Lúc này, ý thức của Karen đã có chút mơ hồ, mặc cho Heo Ly dìu vào phòng tắm. Heo Ly cởi quần áo của Karen ra, để anh dựa vào bồn tắm, sau đó bắt đầu mở vòi nước nóng. Ta ngồi ở trên thành bồn rửa mặt, thấy động tác của Heo Ly còn có một chút chần chờ, Pan nói thẳng, giúp cậu ta tắm nhanh lên, muốn sờ thì cô cứ sờ, tốc độ nhanh một chút. Karen đều thành ra như vậy, thật đúng là Pan không còn hứng thú đi soi mói gì về việc hầu gái tắm giúp, cô chỉ hy vọng Karen có thể sớm nghỉ ngơi một chút. Tắm rửa xong, lau chùi sạch cơ thể, sau đó giúp thiếu gia mặc áo ngủ vào, heo ly đỡ Karen đi tới bên giường, đặt Karen nằm lên ngay ngắn. Thể lực của cô cũng khá tốt, hầu hạ một người đàn ông gần như hôn mê tắm rửa, cũng không quá mệt mỏi, thậm chí còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Làn da của thiếu gia so với mình thì bóng loáng hơn nhiều. Cần chuẩn bị một chút đồ ăn sao? Heo Ly hỏi. Không cần, để cậu ta ngủ đi. Pan nói. Được rồi, vậy tôi đi ra ngoài trước, có việc gì hãy rung chuông. Từng, đi đi thôi, mông lớn. Chờ đến khi Heo Ly rời đi phòng ngủ, Pan đi đến bên cạnh gối của Karen, duỗi ra vuốt mèo, nhẹ nhàng sờ lên tóc Karen. Lúc này Kevin cũng chạy đến bên cạnh giường, nhìn tình huống của Karen. Cậu ta đã học xong khối Rubik kia của nhà Guman. Pan nói. Kevin nhẹ gật đầu. Thế mà học suốt cả đêm, bản thân kiệt sức cũng không biết, xem ra hiệu quả học tập rất tốt. Kevin tiếp tục gật đầu. Nửa trên của cửa ngăn cách giữa phòng sách và phòng ngủ là làm bằng kính mờ, cho nên ánh sáng có thể xuyên thấu qua, Tối hôm qua trước lúc ta ngủ đã cảm thấy ánh sáng lóe lên từ trong phòng sách, cảm giác này giống như là đèn chấp tắt trong phòng khiêu vũ. Trước lúc ngủ đã như thế này, sau khi tỉnh dậy mà đèn còn không tắt. Chật chật. Tan chép miệng hai cái, ngươi biết không, ta càng ngày càng khâm phục đích. Kevin nghe được lời này, lộ ra nụ cười khổ. Chính là bởi vì người như đích tồn tại, mới khiến cho vị tà thần như nó, phải xa sút đến tình trạng lúc này. Người đàn ông kia, sau khi biết nó tồn tại phản ứng đầu tiên của ông ta không phải là kính sợ mà là muốn chơi chết nó gâu 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 đúng vậy ta cũng phát hiện những thủy tổ khác xây dựng hệ thống tín ngưỡng gia tộc là vì để hậu duệ sau này có thể giữ gìn gia tộc tốt hơn nhưng biết không giống ngay từ đầu ông ấy đã thực hiện nghi thức huyết tế không chỉ đơn giản là để bảo đảm gia tộc inmeri ngoại trừ karen ra vĩnh viễn rời khỏi thế giới giáo hội ông ấy đang trải đường mặc kệ điểm đặc thù của hệ thống tín ngưỡng của gia tộc inmeri tính là học tập hay là cướp đoạt sự đặc thù gần như phá vỡ giới hạn bình thường này gần như không thể nào kéo dài được điều kiện tiên quyết để thức tỉnh sự đặc thù của huyết mạch này đó là người này phải là một vị thiên tài có thể so sánh với thủy tổ cũng chính là phải cùng cấp bậc với đít nói theo một cách khác về sau hậu duệ karen chỉ khi có thiên phú đạt tới cùng độ cao ngang bằng với karen thì mới có thể thức tỉnh hệ thống tín ngưỡng gia tộc của thủy tổ đít hệ thống tín ngưỡng của gia tộc này vốn cũng không có khả năng để tiếp tục truyền thừa lại phối trí quá cao yêu cầu quá cao điều kiện tiên quyết quá cao cao đến nỗi cho dù cơ số đủ lớn cũng gần như không có bất cứ ảnh hưởng gì đối với xác suất bởi vì thiên tài sinh ra vốn là dựa vào số phận và vận may một người trong hai và một người trong mười nghìn mặc dù cảm thấy tỷ lệ sao nhỏ hơn rất nhiều nhưng trên bản chất vẫn là sự khác nhau giữa một và không giữa có và không Điều này cũng có nghĩa rằng hệ thống tín ngưỡng gia tộc này vốn không thể nào truyền lại, nếu ngẫu nhiên bên trong một hai đời không xuất hiện thiên tài, thì gần như có thể tuyên bố là tuyệt tự. Go! Đúng, biết chắc hẳn cũng không muốn tạo ra loại truyền thừa này, ông ta chỉ là dùng loại cách thức này để trợ giúp Karen. Đây là do Deep thiết kế ra một hệ thống tín ngưỡng gia tộc vì riêng Karen. Go! Đúng, ông ta thật sự cam lòng bỏ ra hết vốn liếng cho đứa cháu này cái này cũng không phải là nguyên nhân mà ngươi liều mạng đi lấy quả trứng kia về cho cậu ta sao ngươi đã làm ra lựa chọn con chó ngu kevin lộ ra nụ cười thật thà cái này cũng rất tốt ít ra ngươi có thể có một cái lý do để thuyết phục bản thân mình chấp nhận việc làm chó thật ra thì bây giờ ta cũng không có chấp niệm lớn đến vậy đối với việc hòa thuận giữa nhà ellen và karen trang viên ellen trở thành một món trang sức nhỏ trên người karen là tốt rồi coi như không đeo ở trên người đặt ở trong ngăn kéo, ngẫu nhiên kéo ngăn kéo ra có thể trông thấy cũng không thành vấn đề. Go! Go! Ngươi không cần phải an ủi ta, ta cũng không cảm thấy mất mát, cuộc sống tựa như một chuyến thám hiểm, khi ngươi cảm thấy mình đang phiêu bạc trên biển cả một cách tuyệt vọng, luôn có thể trông thấy phía trước xuất hiện một hòn đảo, cho dù nó chỉ là ảo ảnh trong sa mạc. Tốt, tốt, để cho cậu ta nghỉ ngơi đi, chúng ta cũng không cảm khái nữa, ta đã để cho yêu tinh radio mua cho ngươi tượng của nữ thần miêu chắc là hắn ta cũng sắp trở về rồi đến lúc đó treo tượng thần ở đằng sau ổ chó của ngươi nhé thấy thế nào gâu ngươi nói chân dung nữ thần sao có thể treo ở bên trong ổ chó sao gâu kevin nghiêm túc gật đầu tan vỗ tráng một cái cảm khái nói cái con chó nhà ngươi thật sự hết thuốc chữa chẳng trách ngươi là kẻ địch suốt đời của hải vương ps ở đây tác giả sử dụng liếm chó đây là một thuật ngữ mạng chỉ loại người mà trong mối quan hệ nam nữ biết rõ đối phương không thích mình nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm mà bám theo trái nghĩa là hải vương cũng là một thuật ngữ mạng để chỉ kẻ bắt cá nhiều tay karen ngủ một giấc suốt hai ngày dung lượng của bể chứa rất lớn theo lẽ đó sau khi cạn nước nếu muốn chứa đầy lại một lần nữa cũng cần tốn rất nhiều thời gian may là pan có cho karen uống dung dịch dinh dưỡng giữa chừng cho nên lúc tỉnh lại, cảm giác đói bụng mặc dù rất dữ dội, nhưng cũng không tới mức độ quá nghiêm trọng. Hô! Thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, Karen đưa tay vuốt vuốt tóc của mình, bầu trời bên ngoài tối đen, nhìn đồng hồ một chút, bây giờ là 4 giờ rạng sáng. Cậu tỉnh rồi. Pan bò lên trên giường, ngồi lên tấm chăn trên người Karen, nhìn kỹ anh, hỏi, có cảm thấy không thoải mái ở chỗ nào không? Karen lắc đầu. Chăm chỉ tiến bộ là việc tốt, nhưng lần sau lúc học tập không cần liều mạng như vậy có điều tôi cũng biết nói lời này cũng tương đương với không nói gì bởi vì tôi cũng trải qua loại cảm giác chỉ cần hơi cố gắng thêm một chút thì sẽ tăng cấp kia dù gì thì thiên phú thật sự có thể nói ra bằng cách dùng câu trần thuật cố gắng thì có thể có tiến bộ tôi đã biết lần này là bởi vì quá nhập tâm tôi ngủ bao lâu rồi hai ngày cuộc tuyển chọn yên tâm lúc hừng đông nếu cậu không tỉnh thì tôi sẽ đánh thức cậu bởi vì buổi tuyển chọn bắt đầu vào sáng hôm nay à đúng rồi tối hôm qua đồng đội fanny của cậu còn thông báo bọn họ sẽ lái xe đến để đưa cậu đi tham gia đưa tôi đi tham gia sao đúng vậy đồng đội của cậu có vẻ rất nhiệt tình đúng thế karen xuống giường đi vào phòng tắm tắm một cái rửa mặt xong đi đến nhà bếp nấu cho mình một bát mì sợi lớn sau khi ăn xong lại ngồi một chút lúc trời đã sáng mới cảm giác được cơ thể của mình đã được điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Thời gian còn sớm, Karen đi vào phòng sách ngồi xuống, trông thấy trên bàn có đặt quyển sách Sơn Trang Rogat mà mình đã đọc xong vài ngày trước. Mở bàn tay ra, một khối Rubik xuất hiện, nhưng lập tức lại phất phất tay, ngắt quản thuật pháp. Tan đi vào thư phòng, nhảy đến trên lưng ghế Karen, nhô móng vuốt ra, bắt đầu xoa bóp bả vai cho Karen. Mặc dù không đủ lực, nhưng có tấm lòng, dù gì thì đây chính là sự phục vụ của đại tiểu thư ban. Không cần quá hồi hộp, cứ phát huy như bình thường, cậu không có vấn đề gì. Cô là đang dỗ dành tôi hay là đến để trêu chọc tôi? Đều có đi, tôi cũng cảm thấy không có khả năng cậu không vượt qua được, trừ phi tất cả vị trí đều đã được chọn lựa trước. Lúc này, Alfred đẩy cửa ra bước vào, cầm quần áo trong tay. Alfred, đổi giúp tôi một bộ thần bào rộng một chút. tốt Tùng được rồi, thiếu gia. Một lần nữa Anfred cầm ra bộ thần bào rộng nhất, trước đây Karen đến cửa hàng phiếu điểm mua thần bào còn phải tính toán so sánh giá cả tỉ mỉ, bây giờ điều kiện tốt, số lượng thần bào dự trữ trong nhà cũng vì thế dần dần nhiều hơn. Sau khi mặc thần bào vào, Karen thử sử dụng khối Rubik bên trong một ống tay áo, bởi vì nó không có tính công kích mà chỉ giúp người sử dụng tính toán kết quả, cho nên che đậy đơn giản là được rồi. Dù gì thì trong lúc tuyển chọn trên hiện trường hoàn toàn không có khả năng im ắng như thế, nhiều người như vậy đều là thần quan trẻ tuổi, dùng phương pháp của mình để đối phó với đề thi, cho nên một chút xíu chấn động thuật pháp truyền ra ngoài thì căn bản cũng sẽ không làm cho người khác nghi ngờ. Thiếu gia, trong cái túi sách này là sô-cô-la, bánh bích quy, nước và một chút thuốc, còn có giấy chứng nhận của ngài cũng có trong đây. Thuốc hồi phục có lẽ sẽ không được phép mang vào. Vậy hãy để cho đám người tiểu thư Fanny cầm vào, thuộc hạ lo lắng thiếu gia lúc đi ra khỏi trường thi có thể sẽ cần. Fanny cùng với PA đến đưa đi thi, Alfred tự nhiên cũng cũng không cần phải đi. Ừm, tốt. Tiếp vào thông báo, xe của Fanny và PA đã đến. Karen xách theo túi sách ra ngoài, hôm nay hai cô gái lái một chiếc xe đón khách quý đến, giống như đúc với kiểu dáng của chiếc xe trong nhiệm vụ hộ tống Deriyu. Karen nhớ kỹ đội trưởng đã từng nói muốn lắp ráp ra một chiếc xe giống thế như đúc. Xe của đội trưởng à? Ngồi vào phía sau xe, Karen hỏi. "Đúng, đội trưởng tiêu hết cả vốn liếng để lắp ráp nó đấy. Như thế thì về sau sẽ dễ dàng hơn." Karen nói. TA quay đầu, nhìn về phía Karen, hỏi, "Karen, cậu có thấy hồi hộp không?" "Không hồi hộp." "Không có việc gì, nếu như cậu thấy hồi hộp thì có thể nói ra." Mặt khác, tôi nghe nói trước lúc kiểm tra nếu thấy hồi hộp thì nên làm chuyện kia, sau khi giải tỏa ra ngoài, thì có thể giảm bớt cảm giác hồi hộp. Chuyện gì? Karen vừa ngủ hai ngày tạm thời còn chưa bắt kịp nhịp điệu của câu chuyện. Pa liếm môi một cái. Không được, không cần, tôi vốn cũng không thấy hồi hộp, nếu bây giờ lại còn giải tỏa thêm thì đến lúc đó vào trường thi, chỉ sợ cả người đều lạnh đến nỗi bài thi trả ra làm sao cả. Ha 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 pa vừa cười vừa nổ máy xe xe không có trực tiếp lái đến cao ốc giáo vụ mà là đi tới cửa nhà gu man ngồi ở trong xe karen trông thấy richard đang cõng một cái ba lô từ bên trong đi tới trên mặt còn mang theo một chút máu bầm nhưng có thể tự mình vác ba lô đi ra ngoài xem ra esen rất biết rõ về tiến độ và hiệu quả chữa lành của con côn trùng màu trắng kia vừa được đánh con trai lại chữa khỏi bệnh tình lại không trì hoãn việc quan trọng một công ba chuyện Tri chắc đi ra khỏi cửa thì có vẻ trang trọng đình đám hơn nhiều. Ông De Rong, phu nhân Đường lệ, Casey, -si, Esen cùng với cô Dượng và em họ đều ra tiễn. Tri chắc vừa đi về phía xe, vừa quay đầu về chào tạm biệt mọi người. Đợi đến khi đã ngồi vào trong xe, đóng cửa xe lại, Tri chắc mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Karen, tôi vẫn cảm thấy tuổi tôi vẫn còn nhỏ mà đã phải trọng trách nặng nề của đời người. Nói quá. Ai? Tôi biết ông nội tôi luôn đặt kỳ vọng rất lớn vào trên người tôi Anh thì nhẹ nhõm hơn nhiều rồi a à không, thật ngại quá, thật có lỗi, tôi nói sai Tri chắc nhớ Karen đã từng nói qua, anh là cô Nhi Không có việc gì Karen vỗ vỗ bờ vai của Tri chắc Ông nội của cậu chỉ là để cậu giữ gìn địa vị của nhà Man, Ông nội của tôi lại kỳ vọng tôi Không biết có thể vượt qua hay không Tri chắc miếng môi, đến lúc đó khi chúng ta gần bắt đầu cho dù bọn họ sẽ phân chia khu vực theo số báo danh tôi cũng sẽ tranh thủ xem xét trận pháp trước nói cho anh kết quả tính toán sơ bộ từng đến lúc đó cậu đi theo sát tôi là được dù là sẽ phân khu vực theo số báo danh chúng ta cũng sẽ ở trong một khu vực chung có trận pháp liên lạc cậu có thể thử cảm ứng tôi tựa như lần trước ở trước mặt ông nội của cậu vậy từng từng cái gì dựa theo lời tôi nói mà làm lần trước ở trước mặt ông nội vậy là không phải do tôi thấy ảo giác trong huyễn cảnh sao không phải tôi như vậy thì chẳng phải là chẳng phải là từng trên mặt tri chắc đầu tiên là lộ ra vẻ mừng như điên lập tức cậu ta lại cúi thấp đầu xuống nói thế nhưng mà tôi không muốn gian lận đây không tính là gian lận không tính là gian lận lúc tiến vào trường thi bọn họ chắc chắn sẽ tiến hành kiểm tra chúng ta ngăn chặn khả năng bên ngoài can thiệp vào cho nên chỉ cần bọn họ không kiểm tra ra được là cậu đang gian lận vậy thì cậu cũng không xem là gian lận còn có thể hiểu như vậy từng nhưng làm sao tôi vẫn còn cảm thấy là lạ nhìn thoáng một chút là tốt cậu thử ngẫm lại xem nếu ngay cả tuyển chọn trong đại khu thành phố chót thôi mà cậu cũng không thể vượt qua thì lúc trở về cha của cậu t trường hợp tri chắc thật ra cũng không tính là gian lận mọi người trong lúc kiểm tra chắc chắn là có biện pháp nào thì sẽ dùng biện pháp đó, chỉ cần dựa vào năng lực của mình cố gắng vượt qua bài kiểm tra là được. Tri chắc có thể cảm ứng được mình, nói cho cùng vẫn là bởi vì trong cơ thể của cậu ta có huyết mạch gia tộc An Tơ, có thể cảm ứng được những người có huyết mạch thân cận. Đây là vật có sẵn trong huyết mạch của người ta, cũng không có khả năng để người ta loại bỏ rồi mới vào trường thi chứ. Bởi vì loại huyết mạch này mà bản thân Esen trở nên tự kỷ, lúc trước Karen cũng gặp phải tình huống như vậy, huyết mạch có quan hệ với gia tộc Anter này hầu như đều bởi vì nó mà gặp phải nguyền rủa. bây giờ, chẳng qua là biến thành một miếng bánh cho Richard mà thôi. Bên trong giới giáo hội, vận dụng huyết mạch và sức mạnh tín ngưỡng, vốn là một chuyện rất bình thường, cũng là thực lực của bản thân, mọi người hoặc là sinh thần giúp đỡ hoặc là sinh thủy tổ giúp đỡ, chỉ có điều đối tượng mà Richard xin giúp đỡ vừa lúc cùng cậu ta tham gia kiểm tra mà thôi. Wow, Karen, rốt cuộc anh làm sao làm được thế? Karen không để ý đến cậu ta, bắt đầu nhắm mắt thả lỏng, đâu có quan hệ gì với mình, là cậu chủ động chạy tới ôm bắt đùi thôi. Đương nhiên, che chở Richard, tương đương với việc Karen phải chịu đựng áp lực của hai người, nhưng anh vẫn là nguyện ý giúp Richard một chút, bởi vì đứa em họ này đối xử với mình thật sự cũng không có gì để chê trách. Xe chạy đến phía dưới cao ốc giáo vụ. Lúc xuống xe, Karen trông thấy đội trưởng thế mà dẫn theo toàn bộ người trong đội chờ ở chỗ này. Cố lên, Karen, Richard, toàn bộ tiểu đội chúng ta đều ở đây để cầu nguyện cho hai người. Richard cảm động đến chảy nước mắt, nói lời cảm ơn tới tất cả mọi người. Karen thì theo thứ tự mỉm cười gật đầu thăm hỏi bọn họ. Mặt khác, Karen cũng phát hiện, người tụ tập ở đây lần này cũng không ít, có vài người là người nhà đưa tới, các trưởng bối mặt thần bào trên người, xem xét phẩm cấp thì cũng không thấp người có gia thế tài nguyên từ đầu đã rất nhiều bọn họ có thể trong khi tuổi còn trẻ tiến bộ nhiều hơn người bình thường gấp nhiều lần cũng có một phần nhỏ là tới một mình không ai hồi hộp đều tỏ ra rất bình tĩnh cuối cùng thì có thể đăng ký tham gia hoặc là tuyệt đối ưu tú được tiến cử hoặc là quan hệ gia đình đủ mạnh hơn nữa còn có một điểm bởi vì kiểm tra có nguy hiểm nếu những tên thật sự quá phế vật thì dù là quan hệ mạnh hơn nữa cũng sẽ không bị nhét vào trong này bởi vì thật sự sẽ có thể có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Tri chắc tự mình vác ba lô của mình, lại giúp Karen sách túi sách. Sau khi đi vào cao ốc giáo vụ, có người chuyên môn sắp xếp chỉ dẫn, để mọi người đi xuống tầng dưới mặt đất, xem ra trường thi cũng không ở trong cao ốc giáo vụ, mà cần phải dịch chuyển qua. Karen Lê ông chào hỏi với Karen, còn có Lô Rơ cùng đi tới. Có không ít người trẻ tuổi đang đứng chờ trận pháp dịch chuyển, đếm sơ sơ thì cũng có gần 200 người. Quy mô lớn như thế sao? Số người này có chút không hợp với độ khó để đăng ký báo danh một vị trí mà ông De từng nói. Lê ông giải thích nói, bởi vì có hơn phân nửa số người là vì cha mẹ của bọn họ hoặc là chính bọn họ, chỉ là có biên chế ở đại khu của chúng ta, nhưng người cũng không ở đây, cũng không thuộc về quyền quản lý của đại khu chúng ta, ví như quân đồn trú, hoặc là kỵ sĩ đoàn, và một vài cơ quan xử lý các việc bí mật, rất nhiều người ở đây mới quay trở về đại khu thành phố gió của chúng ta để tham gia lần tuyển chọn này. a, à, thì ra là như vậy. Cho nên, vị trí để lại cho những người của đại khu thành phố gió vốn cũng không nhiều. Chuẩn bị ra sao rồi? Lê ông hỏi. Vẫn tạm ổn. Lô rờ mở miệng nói, ồ, trả lời tự tin như thế sao? Karen cười cười, vậy cũng là quá tự tin sao, nếu câu trả lời của mình là dẫn theo một người nữa vượt qua thì gọi là thế nào? lúc này có âm thanh hùng hồn truyền xuống từ phía trên. xin tất cả những người tham gia tuyển chọn theo thứ tự mà tiến vào vòng dịch chuyển d một chuẩn bị tiến hành dịch chuyển đến địa điểm thi. trong nháy mắt hiện trường yên tĩnh trở lại tất cả mọi người đi vào trong trận pháp dịch chuyển. karen đứng vững, tri chắc sách hai cái túi bên cạnh cũng hít sâu một hơi. một tia sáng trắng hiện lên bao trùm tất cả mọi người ở đây. Cuộc tuyển chọn đại khu thành phố York Sắp bắt đầu Karen vốn cho rằng lần này cũng sẽ được dịch chuyển vào trong hang động rộng lớn nào đó, nhưng chờ đến sau khi ánh sáng trắng tiêu tán, lại phát hiện bản thân mình đang ở trong một tòa kiến trúc cao ngất. Phía trên là một cái mái vòng to lớn, một bóng người cao to bị khắc họa ở phía trên, đó là một bức tranh vẽ tường mà Alfred vẫn hằng ao ước. Có điều, ông ta cũng không phải là thần trật tự, mà là một trong bốn người tùy tùng dưới trướng của thần trật tự Tiranus. Tiranus được mô tả bên trong thần thoại tự thuật, ánh sáng trật tự, cũng không phải là người nổi bật nhất so với ba vị tùy tùng khác và 12 kỵ sĩ, hầu như mỗi một người bọn họ đều có chiến tích huy hoàng và câu chuyện kể khiến người nghe phấn khích, còn bản thân Tiranus lại có vẻ rất khiêm tốn. Nhưng địa vị của ông ta bên trong trật tự thần giáo lại là cao nhất, gần với thần trật tự nhất, bởi vì ông ta tuân theo ý chí của thần trật tự, sáng lập trật tự thần giáo. Thần trật tự là biểu tượng của trật tự thần giáo, mà Tiransup thì là người sáng lập thực sự của trật tự thần giáo, ông ta là người biên soạn ra phiên bản đầu tiên của ánh sáng trật tự. Cung điện Tiransup Tri chắc ngắm nhìn bốn phía, vốn luôn biết vị trí của nó là ở viên, nhưng cũng không biết nó cụ thể nằm ở thành phố nào. Ông nội cậu cũng không biết. Ông nội tôi chắc hẳn phải biết, nhưng ông ấy sẽ không nói cho tôi có rất nhiều nơi trong thần chỉ có các bộ ngành đặc biệt mới có thể đặt chân vào và sử dụng karen không khỏi nhớ tới lần trước mình nhìn thấy những quả cầu ánh sáng tụ tập ở trong không gian thử nghiệm về thời gian kia những người tham gia cuộc tuyển chọn đều là lứa tuổi thanh niên bởi vì có giới hạn tuổi tác cho nên phần lớn người đều là lần đầu tiên tới nơi này với bản tính của người tuổi trẻ nên mọi người bắt đầu đi tham quan xung quanh Karen trông thấy Lê Ông và đám người lô rơ tụ tập lại thành một nhóm, nhóm này có khoảng 10 người cùng một tầng lớp, cùng nhau trò chuyện, quan hệ giữa các trưởng bối nhà bọn họ có vẻ cũng không tệ. Các nhóm như vậy có rất nhiều, chiếm khoảng một nửa số người ở đây. Còn một nửa số người còn lại, hầu như đều là một đứng riêng một chỗ hoặc là tiến hành tham quan, xem như tản bộ. Tóm lại, lộ ra sự phân hóa lưỡng cực rất rõ ràng, hoặc là gia tộc có quan hệ hoặc là mạng lưới quan hệ của bản thân, hoặc chỉ đơn giản là kẻ độc hành, loại tình huống đó ở độ tuổi cũng vô cùng phổ biến. Tựa như là một trong một ngôi trường trung học trọng điểm, học sinh bên trong hoặc là thành tích ưu tú hoặc là trong nhà có quan hệ. Tuy nhiên thì giữa yếu tố trong nhà có quan hệ và thành tích tốt là có sự giao nhau. Ngoại trừ nhóm người của Leona, mặt khác có hai nhóm khiến Karen chú ý, một nhóm kia có khoảng chừng 7 người, 7 người này đứng thành nhóm ở nơi đó, nhưng lại không một người nói chuyện, chỉ là đứng yên mà chờ đợi, trên người bọn họ mặc thần bào trật tự, nhưng tư thế đứng rất thẳng tắp. Thế đứng của tiểu đội đòn roi kỷ luật, so sánh với bọn họ, có vẻ giống như bọn nghiệp dư hơn. Một là bọn họ vốn là người của kỵ sĩ đoàn, hoặc là cha mẹ của bọn họ là người của kỵ sĩ đoàn. Một nhóm khác đều toàn là nữ, mà lại đều rất trẻ trung, lộ ra sự trẻ tuổi trong cả đám người trẻ tuổi này, tuổi tác phần lớn đều khoảng chừng 14 tuổi, 7-8 người, dưới sự dẫn đầu của một cô gái có vóc dáng cao ráo mà đang tham quan xung quanh. Phía vòng trên cung điện của Tiranxúc là thuộc về tranh vẽ tường của Tiranxúc, bốn vòng tròn trên bốn vách tường bên dưới, thì ghi chép cuộc đời của Tiranxúc, những cô gái này giống như đang đến đây du lịch vậy, cô gái vóc dáng cao ráo đang làm người hướng dẫn. Richard nhìn theo ánh mắt của Karen, nói, tự như là người của hệ thống kia, ông nội tôi đã từng nói qua, có một hệ thống là chuyên môn phụ trách việc bồi dưỡng yêu thú, bên trong cái hệ thống này còn chia ra rất nhiều bộ môn trong đó một cái bộ môn tương đối cao cấp gần như đều là nữ bọn họ phụ trách bồi dưỡng yêu thú cao cấp chim ưng để cho kỵ sĩ đoàn sử dụng à karen hỏi vậy thì chắc cũng không phải là bộ môn của bọn họ ở cái bộ môn kia của họ chỉ bồi dưỡng yêu thú cao cấp nghe nói cũng đã từng là một hệ thống tín ngưỡng riêng biệt sau đó bị thần giáo chúng ta dung hợp karen nhẹ gật đầu ra hiệu mình đã hiểu Điều này cũng có thể giải thích nguyên nhân vì sao mà tất cả đều là nữ, cũng không phải là kỳ thị nam nữ gì cả, mà là một chút giáo hội cỡ nhỏ, ví như miêu nữ thần giáo, những người thờ phụng đều là nữ. Mà còn nguyệt nữ thần hoặc là ám nguyệt nữ thần có khả năng tồn tại trong quá khứ xa xưa, những người thờ phụng cũng sẽ không giới hạn là nam hay nữ. Phương diện linh hồn của bọn họ có lẽ rất mạnh mẽ, bởi vì bọn họ cần phải dùng linh hồn để giao tiếp với bọn yêu thú kia. Tri chắc nói. Ừm. Karen nhẹ gật đầu. Karen, tôi cảm thấy áp lực quá. Richard nói. Thả lỏng đi. Karen trấn an Richard. Thật ra thì bản thân Karen cũng không nghĩ tới cuộc tuyển chọn của một cái đại khu vậy mà có thể có nhiều người đồng lứa ưu tú như vậy. Ngoại trừ mấy nhóm người khiến người khác phải chú ý, bên trong những người đi một mình cũng có người khiến cho người khác cảm thấy không bình thường ví như có một thiếu niên đang ngồi trên mặt đất chơi với cục đá, hoặc là cô gái đang nghiêng người sang một bên mà ngủ gật, hoặc là người thanh niên đang tự chơi trò kéo búa bao với bản thân mình. Ở chỗ này, không tồn tại biểu diễn nghệ thuật gì cả, mà hành vi kỳ lạ của một vài người thật ra đều có năng lượng đang vận chuyển. Có thể tự mình chìm vào thế giới của bản thân trước mắt của những người khác, vốn cũng rất hiếm thấy. Một việc càng quan trọng hơn đó là Karen tin tưởng bên trong những đám người còn lại chắc chắn có những người trông có vẻ rất bình thường giống như mình. Đây chính là sức mạnh của trật tự thần giáo. Cho dù mình tham gia đòn roi kỷ luật, thi hành nhiều nhiệm vụ như vậy, nhưng hiểu biết trên thực tế đối với thần giáo đứng thứ nhất trong giới giáo hội này vẫn còn quá nông cạn. Người tựa như cố ý cho những người trẻ tuổi kia thời gian để tham quan cung điện này, nửa giờ sau, phía trên mới xuất hiện âm thanh. Tiếp theo, là kiểm tra trước khi bắt đầu tuyển chọn, mỗi người sẽ đi qua kiểm tra an ninh, sau đó đi đến phía ngoài trường thi để tập hợp. Không nên mang theo bất cứ thứ gì. Mời mọi người gửi lại đồ đặt bên ngoài. Lúc kiểm tra nếu phát hiện được vật dụng nào dùng để gian lận, lập tức hủy bỏ tư cách tham gia tuyển chọn. Về phần cái gì là vật dụng gian lận, chúng ta có thể kiểm tra ra thì đó là vật dụng gian lận, không kiểm tra ra được thì đó chính là bản lĩnh của mỗi người, có thể tự mình lựa chọn thử hay không thử. Nghe được câu này, Tri chắc kinh ngạc nhìn về phía Karen bên người, lời này lúc trên xe, Karen cũng từng nói với cậu ta. Karen, giống như anh đã từng nói đấy. Điều rất bình thường, bị kiểm tra ra, thì nói rõ là do cậu không có bản lĩnh, không bị kiểm tra ra thì do cậu tài giỏi. Bốn cổng chính của cung điện Ti Rang Xuất bị mở ra, vị trí của mỗi cổng chính đều có để một cái bàn làm việc lớn, bên cạnh có thần quan chuẩn bị tiến hành kiểm tra. Mặt khác còn có một đám thần quan đẩy tới từng hòm trữ đồ lớn để sắp xếp đồ đạc mà thí sinh gửi lại tôi đi gửi đồ đây karen trong túi của anh có gì cần cất giữ không lấy giấy chứng nhận ra cho tôi cái khác thì đều cất đi karen nhớ là alfred đã bỏ theo cho mình một ít thuốc hồi phục những thứ này đều phải gửi lại a à, được rồi đồ ăn thức uống thì anh cũng không cần phải mang theo tôi có mang theo bà nội tôi đã nấu cho chúng ta rất nhiều món ngon Karen sờ lên chiếc nhẫn trên ngón tay, cúi đầu nhìn thoáng qua, vẫn không lựa chọn tất chiếc nhẫn này đi. Tri chắc sách hai cái túi đi, sau đó mang theo một cái túi về. Cậu ta đeo ba lô ở trước người, lấy từ bên trong ra hai bình nước đưa cho Karen. Bên trong là nước quýt, còn bỏ thêm một ít đường trắng. Uống vào có mùi thơm ngát của quýt nhưng không có vị chua. Đi thôi, chúng ta đi qua kiểm an. Karen nói. Từng. Karen và Richard đi tới cổng phía nam, phía trước có người đang xếp hàng, nhưng cũng không có nhiều người, bởi vì vừa mới có một vị thí sinh trên người xuất hiện một bóng đen sau đó trực tiếp bị hủy bỏ tư cách tham gia. Vật dụng gian lận, không chỉ có riêng là những vật mang theo trên người, để lại ở trong người cũng không được. Thật ra việc này là vẫn là vì phòng ngừa một vài vị phụ huynh sắp xếp gian lận cho con cái nhà mình, có vài vị phụ huynh cấp độ cao, có môn vàng cách sắp đặt tìm linh vật ký kết cái khế ước tạm thời giúp con cái nhà mình thông qua kiểm tra cũng không tính là lạ lẫm gì. Việc này cũng dẫn đến không ít người đang xếp hàng, không thể không rời khỏi hàng, xem xét kỹ lại đồ đạc trên người và các thứ trong người mình. Tri chắc bị kiểm tra trước Karen, lúc đến phiên cậu ta, trước tiên là lấy giấy chứng minh thân phận ra cho quan giám khảo kiểm tra, sau khi kiểm tra xong giấy chứng nhận, đưa cho cậu ta một cái thẻ, chắc là số báo danh. Sau đó là kiểm tra đồ vật mang theo người, tri chắc lấy từ trong ba lô của mình ra một đống lớn đồ ăn nước uống bàn làm việc lớn như vậy một nửa đều bị cậu ta chất đầy quan giám thị cao mày hỏi cậu đang đi picnic đấy à tri chắc cười trả lời ai bà nội ở nhà tôi nhất định phải để tôi đem theo không có cách nào khác chờ đến sau khi kiểm tra xong toàn bộ đồ vật trên người tiến vào trong một trận pháp quét cả người sau khi vượt qua trận pháp còn có người chuyên môn dùng tay tiến hành kiểm tra cả người từ trên xuống dưới chia làm hai vị kiểm tra viên nam và nữ riêng biệt. Tri chắc chủ động đi về hướng của nữ kiểm tra viên, nhưng nữ kiểm tra viên không để ý đến cậu ta, cuối cùng chỉ có thể rẽ qua bên kiểm tra viên nam. Trong toàn bộ quá trình, bên cạnh hai bên còn có hai vị thần quan khác đang đứng, ánh mắt bọn họ vô hồn, hẳn là đang dùng thuật pháp để quét nhìn các thí sinh. Linh vật trên người tên thí sinh lúc nãy bị thức tỉnh là do bọn họ làm. Sau khi kiểm tra xong tất cả, cuối cùng thì ri chắc lấy được ba lô của mình đến phiên karen karen đưa giấy chứng minh của mình lên quan giám thị nhìn giấy chứng nhận nhìn nhìn lại karen thần bột sao karen nhẹ gật đầu cậu ngược lại là người khiêm tốn nhất quan giám khảo cầm giấy chứng nhận và một cái thẻ đưa lại cho karen hiển nhiên quan giám khảo cũng rõ ràng mặc dù phần lớn mọi người mỗi lần tăng cấp đều sẽ lập tức đi đổi giấy chứng nhận để có địa vị cao hơn và nhiều tiền trợ cấp hàng tháng hơn, nhưng cũng có một nhóm nhỏ người lười đi đổi giấy chứng nhận mới. Ông ta đương nhiên sẽ không cho rằng Karen thật sự chỉ là thần bột. Vẫn như trước cảm thấy Karen có chút quá lười biếng. Đồ đạc trên người Karen đều ở chỗ ri chắc, không có những vật khác để mang lên bàn kiểm tra, đi qua trận pháp kiểm tra, lại đến trước mặt nhân viên kiểm tra, nữ kiểm tra viên kia ngăn vị nam kiểm tra viên lại, tự mình bước lên trước để kiểm tra Karen. Trong quá trình này, Karen cảm giác được có hai luồng thần thức vừa thăm dò vừa quét khắp người mình. Nữ kiểm tra viên kiểm tra đến chiếc nhẫn của Karen, trên cổ cô ta có đeo một tấm bảng, phía trên có thiết bị kiểm tra sự hoạt động của thuật pháp. Cái chiếc nhẫn bạc này rất đẹp. Là ông nội tôi để lại. Tốt, cậu có thể đi qua. Cảm ơn, vất vả rồi. Không có gì. Karen đi đến trước mặt Richard, Richard bất đắc dĩ nói, thật ra thì dáng vẻ đẹp mắt cũng là gian lận. Vậy bây giờ cậu có thể đi đề nghị quan giám khảo lấy hết máu bầm trên người ra. Ha ha. Tri chắc nở nụ cười, tôi số 189, anh số 13. Số 13. Tôi xong rồi. Đừng ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Được rồi, tôi đã hiểu. Hai người đi ra bên ngoài cung điện Tiran Suk, nơi này có một cái quảng trường rộng lớn, trong sân rộng có một bức tượng đá cao lớn, Điều khắc một trong những hung thú mà trật tự thần giáo phong ấn, huyễn ma. Compassin Bên trong quyển thần thoại tự thuật, ánh sáng trật tự, Compassin từng mưu toan tạo ra một quốc gia huyễn tưởng ở một quốc gia, cuối cùng bị thần trật tự tự mình trấn áp. Bên trong khu vực quảng trường có vẻ từng cái vòng tròn, bên trong là số báo danh tương ứng. Công việc kiểm tra an ninh còn cần một khoảng thời gian, Karen và Richard cũng không vội vã bước vào trong vòng, mà là ngồi xuống trên bậc thang, Tri chắc lấy đồ ăn do bà nội cậu ta làm ra, trước hết để cho Karen ăn, còn cậu ta thì để hai tay vào trong ba lô, dáng vẻ giả bộ như đang tìm đồ, trên thực tế là đang xoay xoay khối Rubik. Tay phải Karen cầm bánh nướng ăn, tay trái rất tùy ý đặt ở trên đầu gối của mình, bị ống tay áo rộng của thần bào che lại, vừa ăn vừa nhanh chóng sử dụng khối Rubik trong lòng bàn tay trái để tính toán. Trận pháp cường hóa Simut có thể tăng cường sức mạnh của huyễn thuật, vị trí mắt trận nằm ở trên bức tượng của Compassin, hiệu quả trận pháp sẽ từ yếu đến mạnh, lại từ mạnh đến yếu, bởi vì được tăng cường khá nhiều, cho nên gắn gượng vượt qua giai đoạn giữa là được rồi, nhất định phải cắn răng mà chịu đựng. Karen nhẹ gật đầu, nói, phía dưới bức tượng của Compassin có khắc trận pháp ở trong, trong thời gian kiểm tra sẽ có người phụ trách điều khiển, cho nên cái quy luật cậu vừa nói cũng không xác định. Tăng cường, ý của tôi nói là tăng cường, phía tổ chức cho phép xuất hiện một vài trường hợp ngoài ý muốn nhưng không có khả năng làm cho một đám người đều nổi điên thời gian và biên độ tăng cường của nó đều được giới hạn cho nên tôi nói không có sai anh nghe tôi tôi vừa mới dùng rubik thuật khóa tính toán xong tin tưởng tôi karen tôi là người chuyên nghiệp karen thở dài nói cậu nhìn con mắt của bức tượng xem ừm thế nào nó là có thể di chuyển cái này cậu cho rằng là cả khu vực này đều thống nhất với nhau sao không con mắt của nó sẽ bắt đầu quét qua khu vực kiểm tra trận pháp xi mút không cần cậu phải sử dụng ru thuật khóa tôi tin tưởng rất nhiều thí sinh ở đây đều có thể nhìn ra cho nên đợi đến lúc cậu cho rằng nó sẽ giảm cường độ xuống sau khi vượt qua giai đoạn khốc liệt nhất thì nó có thể đem con mắt quét qua khu vực của cậu nhiều lần để cho mọi sự chuẩn bị tâm lý trước đó của cậu đều sụp đỡ và khiến cậu nghi ngờ bản thân mình mẹ nó tri chắc mắng một tiếng còn có thể chơi như vậy sao quy tắc cuộc thi là vì chọn ra 5 người ở lại cuối cùng trên quy tắc này không có những hạn chế khác cậu nhìn bên kia có ba cái trương đá bên trong chắc chắn là chứa thánh khí hệ tinh thần là để dùng tăng cường biên độ khi cuộc tuyển chọn bước vào giai đoạn giằng co karen có chuyện tôi cần muốn nói với anh từng cho dù lúc kiểm tra anh có thể cảm ứng được tôi che chở tôi nếu như anh cảm thấy tôi ảnh hưởng đến anh thấy có áp lực anh hãy lập tức đá văn tôi ra tuyệt đối không nên do dự và cảm thấy ngại ngùng gì cho dù tôi không thể vượt qua cuộc tuyển chọn nhiều lắm là khi trở về lại bị cha tôi đánh một trận nhưng dù sao thì tôi cũng là họ gu man tài nguyên trong tương lai cũng không thiếu anh cần dựa vào lần này để nâng cao địa vị và đãi ngộ vì thế anh phải cố gắng lên tôi biết cậu không đáng để tôi từ bỏ tiền đồ của mình mẹ nó tôi cảm thấy lời tôi nói rất cảm động nhưng anh vào lúc này lại phá hủy bầu không khí xúc động tôi vừa tạo ra cứ yên tâm là được không có vấn đề gì lớn mặc dù quy mô và trình độ ưu tú của thí sinh trong lần này cũng làm cho karen cảm thấy thật bất ngờ nhưng cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng đến anh karen đương nhiên là người đứng đầu nhất trên đỉnh kim tự tháp về phương diện linh hồn ở độ tuổi này về phần vị trí trung tâm của kim tự tháp rốt cuộc có kích thước lớn bao nhiêu thì cũng không có gì liên quan đến anh Lúc này, Karen trông thấy một vị chủ giáo đi tới từ phía dưới, quan giám khảo và thí sinh gần đó đều cung kính hành lễ với ông ta. Chủ giáo Bơn Cha của thần tử Derigut Pamiret giáo Ông ta phụ trách cuộc tuyển chọn lần này của đại khu thành phố Giót Sao. Karen cùng với Richard cũng đứng người lên, hành lễ với chủ giáo Bơn. Chủ giáo Bơn ngừng bước chân lại, cố ý cúi đầu xuống, nhìn về phía Karen, ta nhớ được ngươi. Ngài chủ giáo Deriuk đã từng nói ngươi là một người thú vị làm phiền ngài thần tử đã nhắc đến tôi cố gắng phát huy cho tốt đa tạ ngài chủ giáo bơn tiếp tục bước lên trên không bao lâu âm thanh phía trên truyền đến mời thí sinh bước vào trong vòng của mình sau đó bắt đầu thông báo các điều cần biết hô tri chắc bắt đầu hít thở thật sâu tạm biệt karen rồi bước đến vị trí của mình Karen thì đi đến bên cạnh đài phun nước trong quảng trường rửa tay một cái, sau đó từ từ tìm tới vị trí của mình, số 13. Đứng trong vòng tròn của mình, Karen kinh ngạc phát hiện, Lê ông và Lô Rơ Thế mà đứng chung một chỗ ở hàng phía trước mình, không, là cả đám người trong nhóm bọn họ, thế mà hầu như đứng thành một hàng. Quan hệ mạnh à? Bên tay trái Karen, là cô gái cao ráo lúc trước làm người hướng dẫn cho nhóm nữ kia đi tham quan, phát giác được Karen nhìn về phía mình, cô cũng quay đầu mỉm cười đáp lại karen nói tôi tên là ashley còn anh thì sao karen cố lên karen ashley giơ nắm đấm lên cổ vũ karen được rồi karen gật đầu lại với cô anh cũng phải ủng hộ cho tôi a à, được rồi karen cũng học theo bộ dáng của cô mà giơ nắm đấm lên cố lên ashley ừ, ừm ừm đứng bên phải karen đó là một người thanh niên trạc tuổi anh khuôn mặt hắn ta lạnh lùng đứng ở nơi đó giống như là đang trong tư thế hành quân loại khí chất của quân nhân kia thật sự là quá mức rõ ràng hắn ta là người của kỵ sĩ đoàn nhưng mà hắn cũng không có ý muốn chào hỏi với người ngồi cùng bàn karen lại quay đầu nhìn về phía sau hai bên đằng sau đó là một thiếu niên ngồi ở chỗ đó đang chơi với cục đá một cô bé khác thì nghiêng người về trước vậy mà đang ngáy thấy được cô ta Karen không khỏi nghĩ đến Ernest, chả nhẽ cô ta cũng đang tiêu hóa năng lượng huyết mạch sao. Còn đứng ngay sau lưng Karen thì là người thanh niên tự chơi kéo bố bao với bản thân, trông thấy Karen nhìn về phía mình, hắn cười hỏi. Muốn chơi với chúng tôi không? Karen mỉm cười đáp lại, không quấy rầy các người, các người cứ tiếp tục. Tên này, có lẽ nên giới thiệu cho đội trưởng làm quen. Lúc này, bóng người của chủ giáo bơn xuất hiện trên vị trí đỉnh đầu của bức tượng Compassin, ông ta đúng là quan chủ khảo đại khu lần này. Hai tay của chủ giáo bơn đặt trước ngực, trầm giọng nói, ca ngợi thần trật tự. Tất cả thí sinh phía dưới tập thể đáp lại. Ca ngợi thần trật tự. Chủ giáo bơn mở miệng nói, ta tuyên bố, kiểm tra của đại khu chúng ta, chính thức bắt đầu. Vừa dứt lời. Hai con ngươi của bức tượng khổng lồ huyễn thú Compassin ở dưới chân của chủ giáo bơn lóe lên ánh sáng đỏ. Đồng thời. Trời tối đi không gian bốn phía xung quanh đều hóa thành màu đen một giây trước vẫn còn ở trường thi một giây sau đã bị ngăn cách khỏi toàn bộ thế giới không có một khu vực không phải hóa thành màu đen nơi đó có một người đang quỳ không sai là quỳ giống như là đang tiến hành cầu nguyện cái người kia quay đầu lại nhìn về phía bên này vừa kinh ngạc và vui mừng nói karen nhanh vậy mà anh đã tìm được tôi rồi sao rõ ràng là do cậu ta hồi hộp đến nỗi biến thành một con chim cút dẫn đến huyết mạch Anter lúc vừa mới bắt đầu kiểm tra thì đã phát ra hiệu quả, cảm ứng được mình. Karen bất đắc dĩ, vẫy vẫy tay về phía cậu ta. tri chắc lập tức đứng dậy chạy về phía của Karen, vừa chạy còn vừa phất tay hô. "Karen, tôi tới rồi." Chờ đến khi Tri chắc chạy đến phía sau người Karen, hơi nghi ngờ một chút mà nhìn khu vực tối như mực xung quanh anh, nghi ngờ nói, "Sao bây giờ lại yên tĩnh như vậy?" Bởi vì còn không thật sự bắt đầu Trận pháp tăng cường si mu còn chưa hoàn thành việc khởi động. A, à, như vậy thì đợi chút nữa cần tôi phải làm cái gì? Ngồi. Còn có gì không? Đừng nhúc nhích. Hết rồi à? Còn nữa. Ừm, còn có cái gì muốn tôi làm? Ngậm miệng lại. Hô. 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 Tiếng hít thở nặng nề truyền đến tai giống như là cái mũi to tướng của con huyễn thú Compassin kia đang ở ngay trước người, ở phía sau, trên đỉnh đầu, trong bóng tối, nó tồn tại trong vô hình, nhưng lại đang đánh giá ngươi một cách cẩn thận. Mang đến cho người ta một cảm giác bất an đến run rẩy, tựa như là chỉ cần bước thêm nửa bước nữa chính là vách núi ở bên cạnh, rơi xuống, sẽ trực tiếp rơi thẳng vào cái miệng to lớn như cái chậu máu của huyễn thú. Karen khoanh tay, yên lặng chờ đợi. Richard đang nghe truyện trên TV audio CV ngồi dưới đất, cơ thể bắt đầu rung lên nhẹ nhẹ, nhưng nhìn thấy Karen, cậu ta bắt đầu bình tĩnh lại. Thật ra, nếu để cho Richard một mình tham gia cuộc tuyển chọn này, cậu ta sẽ bình tĩnh hơn rất nhiều so với lúc này, bởi vì khi đó cậu biết chỉ có thể dựa vào bản thân mình, nhưng bây giờ có Karen làm chỗ dựa, tâm trạng của cậu ta ngược lại sẽ dễ dàng chập chờn hơn. Trống Lúc này Một tiếng thét dài bỗng nhiên phát ra, linh hồn của con người bên trong luồng sóng âm này tựa như một con thuyền nhỏ có thể lật úp bất cứ lúc nào. Bên người Karen hiện lên một luồng ánh sáng màu đen, bao trùm lên cả Chát ngăn cách ảnh hưởng của tiếng thét này. Âm thanh dần dần biến mất. Chát ngẩng đầu, sờ lên chóp mũi của mình. Trời mưa sao? Không. Tựa như là tuyết rơi. Karen cũng đã nhận ra, nhiệt độ chung quanh giống như đang có sự thay đổi bên trong huyễn cảnh có thể thay đổi nhiệt độ sao điều này có thể thực hiện nhưng hiệu quả cũng không lớn bởi vì tất cả mọi người tham gia cuộc tuyển chọn đều có một cơ sở tố chất ưu tú bọn họ rõ ràng tất cả mọi thứ bên trong huyễn cảnh đều là giả bọn họ càng hiểu một điều là bản thân mình không có khả năng chết cống cũng sẽ không bị chết nóng nếu như chỉ đơn giản là tra tấn bởi nhiệt độ phần lớn những người có ý chí kiên định đều có thể chịu đựng được sẽ chỉ đơn giản như vậy sao Phía trên bức tượng của Huyễn thú Compassin, ánh mắt của chủ giáo bơn đảo qua 198 người tham dự tuyển chọn đang đứng bên trong vòng sáng phía dưới. Ánh mắt của bức tượng dưới chân ông ta bắn về phía không trung, sau đó hóa thành một màn ánh sáng, chiếu rọi cả khu vực. Trường đá đặt bên cạnh đã hoàn toàn mở ra, mấy món thánh khí hệ tinh thần bên trong cũng đã bắt đầu xoay quanh hiện trường thi, tăng cường sức mạnh cho trận pháp. Bên ngoài, một nhóm thần quan hệ trận pháp được điều tới từ đại khu khác đều đang trong chừng tình huống của trận pháp, lại có thêm 80 vị quan giám khảo ánh mắt một khắc càng không ngừng liếc nhìn khung cảnh toàn trường, nhìn chầm chầm tất cả động tĩnh ở nơi này. Chủ giáo bơ ngồi xuống, mở miệng nói, tuyển chọn, màu đen, không ngừng rút dần đi. Trong trường thi tất cả mọi người dần có thể bị trông thấy, tất cả mọi người dựa theo vị trí sắp xếp trước kia, xuất hiện ở vị trí của mình. Một màn này để Tri cảm thấy xấu hổ vô cùng, bởi vì cậu ta ngồi ở trước người Karen, có chút giống với khi tắt đèn định làm chuyện xấu xa nhưng sau đó bỗng nhiên đèn lại mở. Nhưng rất nhanh, Tri cũng không cần lo lắng, cùng với một cơn gió tuyết thổi ngang qua, rất nhiều người phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau đó ngã sấp xuống, lăn lộn, xê dịch, trường người, cả đội hình trong nháy mắt bị đánh tan. Tri Chát thả lỏng lỏng. Sau đó cậu ta bị gió tuyết thổi đến mức cả người lăn về phía sau lại bị karen đưa tay sách người lại mượn nhớ điểm tựa này này tri chắc ổn định cơ thể của mình một lần nữa cậu ta muốn đứng lên giống như karen lại phát hiện mình vốn cũng không làm được cơn gió này giống như càng trên cao sức gió càng lớn cậu ta chỉ có thể nằm sấp tứ chi chạm đất mà thôi có điều nhìn ra bốn phía xung quanh tri chắc phát hiện số người bây giờ có thể bảo trì tư thế đứng không đến 30%, nói cách khác phần lớn người cũng đều giống như mình bây giờ chỉ có thể nằm sấp xuống nhờ vậy richard có thể yên tâm thoải mái hơn phía trước xuất hiện một ngọn núi tuyết cao ngất tất cả mọi người bây giờ thật ra đều đang ở trên con đường lên núi cảnh vật nơi này để cho karen có một cảm giác quen thuộc khó hiểu giống như mình đã trải qua ở nơi nào rồi đúng lúc này âm thanh của chủ giáo Na vang lên quy tắc tuyển chọn trong khoảng thời gian quy định năm người leo lên đến vị trí cao nhất trên núi nhận được vị trí đề cử của đại khu sau đó cũng không có gì thêm trình bày quy tắc một cách rất giản lược bởi vì phương thức tuyển chọn cực kỳ đơn giản quy định thời gian là nhiều hay ít đều không biết bởi vì ngươi chỉ cần không tiếc tất cả mọi giá để đi lên hoặc là bò lên để mình có thể giữ vững vị trí thứ năm hoặc là trên điều kiện những kẻ khác không thể tiếp tục kiên trì ngươi không lựa chọn từ bỏ tiếp tục bò lên trước có thể vượt qua bọn họ tiến vào vị trí thứ năm cũng là có thể. Karen lập tức đã phân tích ra hàm ý bên trong quy tắc sơ lược, bởi vì anh cũng phát hiện, những người bây giờ có thể duy trì tư thế đứng, tính cả mình, cũng chỉ gần 30 người. Điều này có nghĩa rằng 30 người này có lực lượng linh hồn tương đối hùng hậu, có thể chống cự áp lực linh hồn mà cơn gió tuyết này mang lại. Nhưng có ít người lực lượng linh hồn bởi vì các nguyên nhân bẩm sinh hoặc là do trong cuộc sống, không có cách nào hoặc là tạm thời không thể nào đạt được loại cường độ này cũng không phải là không có cơ hội thắng chỉ cần ngươi có thể kiên trì bò lên từ từ bò lên coi như chậm một chút đợi đến khi người trước mặt không còn kiên trì được ngươi bò qua mặt hắn lên cao hơn ngươi sẽ có thể thay thế hắn trong vòng khoảng thời gian quy định thời gian này có thể định nghĩa là tự do mọi người bắt đầu tiến lên phía trước có người đang đi có người là đang bò có người lúc đầu đang đi từ từ trở thành bò bò bởi vì bò về phía trước thì gặp phải ít lực cản hơn cũng có nghĩa cần dùng ít sức lực hơn karen vẫn là đang đi tri chắc đi theo sau lưng karen karen giúp cậu ta cản bớt gió sau đó bò theo sau thiếu nữ ashley ở bên trái đang cho mày mà bước lên phía trước sau đó cô bắt đầu xoay người người thanh niên xuất thân từ kỵ sĩ đoàn ở bên phải thì cái eo đứng thẳng tắp kiên định tiến lên có điều lần này Hắn ta nhìn chăm chú Karen vài lần, có vẻ cho đến lúc này, Karen mới đáng giá để hắn phải nhìn thẳng bằng hai mắt. Có ít người kiêu ngạo là khắc sâu vào trong lòng, mà có ít người thì là vẻ ở trên mặt, vị này tất nhiên thuộc về cái sau. Sau lưng, thiếu niên chơi với cục đá càng không ngừng ném cục đá về phía trước, sau đó đi đến trước nhặt lên, lại ném về phía trước, lại đi tới nhặt lên, động tác của hắn rất ăn khớp, phản phất trong tay cũng không phải đang liên tục ném cục đá đi mà là từng sợi dây thừng cho hắn mượn lực đi về phía trước phía bên phải cô gái ngủ gật kia đã nằm gục xuống đất cô ta xem như là đang bò đi mà thôi bởi vì cô ta nhắm hai mắt lại tựa như là còn đang ngủ nhưng cổ và cái mông càng không ngừng nhích lên hạ xuống giống như là một con giòi đang kiên trì tiến lên phía trước trong giấc mơ khoảng tù tì ha ha ngươi thua đoạn đường này ngươi phải đi đoạn tiếp theo tới lượt ta được rồi có chơi có chịu. Người đứng phía sau Karen lúc nãy cũng đang tiến lên. Phía trước, Lê Ông và Lô Rơ cũng đang tiếp tục tiến lên, bọn họ, trông có vẻ có hình tượng hơn, mà lại, một nhóm người kia bây giờ cũng tụ lại, chia thành hai hàng, một hàng phía trước, một hàng ở phía sau, sau đó sẽ thay ca. Loại phương thức hợp tác nhóm này quả thật có thể dùng ít sức hơn, nhưng Karen tin tưởng, cuộc tuyển chọn này sẽ không đơn giản để người ta sử dụng tiểu xảo dễ dàng như vậy. Dù sao thì mục đích của cuộc tuyển chọn là muốn chọn ra 5 vị trí đứng đầu, mà không phải tuyển ra một đội gồm 5 người. Quả nhiên, khi tất cả người tiến lên đến nơi bao phủ bởi tuyết trắng mênh mông, nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống. Đây cũng không phải là chỉ đơn giản là nhiệt độ xuống tháp, mà là một đòn tấn công nhằm vào linh hồn, so sánh với cái lạnh thấu xương này, thì chút gió ban nảy, tựa như cũng không thấm vào đâu. Bọn người của Lê Ông và Lô Rơ cũng không còn tiếp tục hợp tác nhóm, bởi vì tỷ lệ của nhóm người rất nhanh đã trở nên không còn đồng đều sự tồn tại mà mọi người có khả năng nhìn thấy lẫn nhau bây giờ đều là thể linh hồn linh hồn của mỗi người phản ứng lại khi bị đóng băng đều có sự khác nhau a à, cùng với từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến có mười mấy bóng người trực tiếp biến mất bọn họ không có chết chỉ là rời khỏi bài kiểm tra đương nhiên có thể sẽ bởi vậy làm bị thương cơ thể Ashley phía bên trái karen coro cơ thể đang không ngừng run rẩy cô vẫn đang không người tiến lên, quay đầu nhìn thoáng qua Karen, nhìn thấy Richard vẫn đang luôn bò theo sau lưng Karen, liếm liếm đầu lưỡi, trong lòng ngo ngoe muốn làm theo. Khuôn mặt của tên thanh niên đến từ kỵ sĩ đoàn phía bên phải vẫn lạnh lùng như cũ, mỗi một bước đều bước đi cực kỳ vững vàng. A a a a. Sau lưng, trên vẻ mặt của cô gái ngủ gật đang nhíp người lên giống như giòi bò hiện ra sự đau đớn, dù là còn đang ngủ, nhưng cũng đang thấy ác mộng thiếu niên chơi ném cục đá vẫn còn tiếp tục làm theo tần suất ban nảy, cục đá của hắn bắt đầu dần dần tản ra nhiệt độ yếu ớt. Cái cục đá này hẳn không phải là thánh khí, giống như là một loại vật cộng sinh nào đó, nhìn kỹ phía dưới, Karen phát hiện mỗi lần lúc thiếu niên nhặt lên và ném cục đá ra, cục đá được nhặt lên sẽ hòa vào bàn tay của hắn, cục đá ném ra thì một lần nữa được sinh ra. Đây là loại võ công gì? Karen thật đúng là không đoán ra được. Về phần người đứng ở sau lưng mình lúc trong trường thi, hắn ta đã bắt đầu tụt lại phía sau, bởi vì tự cãi nhau với bản thân mình, cùng với nhiệt độ bắt đầu giảm xuống, linh hồn bắt đầu đau đớn, đã bắt đầu chơi xấu không chịu nhận thua trong trò chơi oẳn tù tì nữa. Karen chú ý ri chắc một chút, phát hiện đứa em họ này của mình dù vẫn đang rung lẫy bẫy, nhưng tần suất bò vẫn luôn ổn định, cậu ta còn có thể kiên trì tiếp. Lúc này, những người đi ở phía trước, bắt đầu không ngừng có người biến mất, tựa như là lúc tiến về phía trước, sẽ bước qua một giai đoạn mới. Đi tới rồi tiếp tục đi tới, Lê Ông và Lô Rơ đã phát ra kêu rên, đội ngũ vốn dĩ đã tán loạn, vào lúc này triệt để tan rã, có hai người biến mất, lựa chọn rời khỏi kiểm tra. Lê Ông che lấy tay mình, Lô Rơ che lấy mặt mình, vừa kêu rên đau đớn, vừa tiếp tục đi tới. A. À, bên trái, Ashley nhìn xem mu bàn tay mình, nơi đó đã bị tổn thương do giá rét, không phải bị nứt da, mà là cơ thể không là linh hồn đã vì bị đông cứng trở nên giòn loại cảm giác này giống như là đem linh hồn ngươi từ trạng thái ban đầu bắt đầu dần dần biến thành một tảng băng đây là một loại tra tấn một cực hình khó có thể để người ta chịu đựng nổi karen đưa tay sờ sờ cổ của mình phát hiện chỗ cổ mình cũng xuất hiện một vết đóng băng nhưng cũng không phải rất đau chỉ có một chút cảm giác như thế thôi đợi đến khi đầu ngón tay và móng tay biến thành băng karen ngược lại mỉm cười Trách không được cảm thấy quen thuộc như thế. Trách không được cảm thấy giống như đã từng trải qua. Đến nơi này, Karen mới xác định. Làm chuyện xấu xa còn tưởng rằng ngươi sẽ sợ người khác biết mặt. Cái này không phải chính là khi mình thần khải, lúc phủ nhận lời gợi ý của thần trật tự để lựa chọn một con đường thần khải khác sao. Băng tuyết, sông núi, một con người cô độc cất bước, đó là một cuộc thám hiểm tuyệt vọng, nhưng cuối cùng, mình cắn răng kiên trì đến cuối cùng, hoàn thành lần thần khải của mình. Một màn này lại là một cảnh trong trận pháp, còn bị dùng để làm đề kiểm tra tuyển chọn. Cho nên, tình cảnh mắt trước này có tên gọi gì ứng theo cách gọi của trật tự thần giáo. Tựa như là một vài con hung thú sau khi bị trấn áp, dần dần bị dung nhập trở thành một thuật pháp hoặc là vật triệu hồi trong nội bộ của trật tự thần giáo. Chuyện này hình xuất hiện ở đây, Karen cảm thấy cũng không phải là rất kỳ lạ nhưng ý nghĩa thực tế của nó thì không thể nào là thần khải rất có thể là một sự trừng phạt trong nội bộ trật tự thần giáo dành cho sự gian dối và phản loạn có lẽ sau khi được lưu truyền rất lâu nguyên nhân hình thành cụ thể của trận pháp này đã không thể nào kiểm chứng được nhưng nó thật sự đáng sợ karen tiếp tục đi về phía trước vì chờ đợi lorer và Leon ở trước mặt đi tiếp anh còn phải chậm lại không ít đau nhất thật sự đau nhất nhưng đối với người đã trải qua nó hoàn chỉnh một lần hiệu quả đã thấp xuống rất rất nhiều bởi vì cảm giác đau đớn nhất là xuất phát từ sự tuyệt vọng nơi này còn tương đối tốt một chút bởi vì có một ngọn núi tuyết bày ở trước mặt ngươi mặc dù nó cao ngất ngưỡng cao đến mức khiến ngươi cảm thấy không có cách nào để leo lên nhưng so với lần trước không có bất kỳ tia hy vọng nào mà karen đã trải qua thì dễ chịu hơn nhiều cũng bởi vậy đóng băng lúc này đối với karen mà nói cũng không tính là việc gì nghiêm trọng phía bên phải trên mặt tên thanh niên kỵ sĩ đoàn kia cũng xuất hiện vết đóng băng nhưng hắn vẫn đang vững bước tiến lên trên mặt của thiếu niên ném cục đá thì vẫn còn bình thường nhưng cục đá mà hắn ta ném lúc này đã biến thành một cục băng thiếu nữ đang ngủ gật thì nhắm hai mắt mà kêu khóc tự như đã gần phải tỉnh giấc nhưng nếu như lúc này có thể ngủ cũng có vẻ là một phương pháp tự lừa gạt bản thân rất tốt còn về vị người thân của đội trưởng kia đã tụt lại ở phía sau rất xa bởi vì có gió tuyết ngăn cản tầm mắt cho nên cũng không nhìn thấy rõ. Cũng là bởi vì gió tuyết, cho nên cảnh vật mà Karen có thể quan sát được bây giờ, cũng chỉ giới hạn ở bốn phía xung quanh người. Cuối cùng lại quét mắt nhìn về Richard, Richard vừa hít lấy hơi vừa bò đi, cậu ta tự hồ chỉ nhìn chằm chằm và đế giày của mình, cái gì khác cũng không nhìn. Karen dừng lại, xoay người, đưa tay đỡ Richard lên, đem cánh tay phải của mình cho cậu ta, để cậu ta có thể ôm vào cánh tay mình mà tiến lên, Richard không có chống cự, dán mặt mình lên trên cánh tay Karen, tựa như chỉ có như vậy mới có thể có được đủ cảm giác an toàn mà cậu ta cần lúc này. Mặc dù đứng lên gió sẽ lớn hơn, nhưng nếu so sánh với việc linh hồn bị đóng băng, cơn gió lúc bắt đầu kia quả thực có thể xem như rất nhẹ nhàng. Sở dĩ bây giờ Karen dìu Richard đứng lên cũng không phải là không muốn cho cậu ta cơ hội để tự rèn luyện bản thân, mà là anh rất lo rằng tiếp theo tốc độ đóng băng sẽ tăng lên, một khi ri chắc hết hơi, linh hồn thả lỏng, sẽ trực tiếp bị gió thổi văng về sau, đến lúc đó có lẽ mình cũng không có cơ hội để kịp phản ứng mà nắm cậu ta lại. Còn không bằng bây giờ cứ dìu cậu ta theo. Ashley trông thấy cảnh này, sự hâm mộ trong mắt gần như muốn chảy tràn ra, cô ta cũng không che lấp mình sự hâm mộ của mình một chút nào, nếu như ánh mắt có thể hóa thành thực chất, thì sự thâm mộ của cô bây giờ có thể coi như là một tấm ga giường vung liên tục lên mặt của karen nhưng karen lựa chọn làm như không thấy tôi kéo em họ của mình họ là chuyện phải làm còn cô là ai tên thanh niên kỵ sĩ đoàn bên cạnh trông thấy karen còn đang kéo theo một người trong ánh mắt lộ ra vẻ phẫn nộ hắn dĩ nhiên không phải đang chỉ trích karen tiếp tay cho việc gian lận mà là phẫn nộ với bản thân mình là đi một người mà karen còn lôi theo một tên vướng víu độ khó bản thân không bằng Karen khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Karen cảm giác được ánh mắt phẫn nộ đến từ phía bên phải, là một vị bác sĩ tâm lý, anh đương nhiên có thể đoán được ra được suy nghĩ trong đầu lúc này của tên thanh niên cao ngạo kia, nếu như không phải bây giờ gió tuyết quá lớn khiến Karen cũng lười giao tiếp bằng ngôn ngữ với mấy người xung quanh. Anh thật sự muốn kêu Ashley bên trái mình đi qua phía bên phải ôm lấy tên thanh niên này một cái. Đóng băng, bắt đầu từ từ tăng lên từng chút một đã không còn là một chút vết đóng băng nhỏ ở vài ngóc ngách trên cơ thể, mà là cơ thể bị đóng băng trên diện rộng, càng ngày càng nhiều người lựa chọn rời khỏi cuộc thi, sự đau đớn này, không phải người bình thường có thể chịu đựng. Lê ông quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó lại tiếp tục tiến lên, niềm kiêu ngạo của hắn, không cho phép hắn rời khỏi đây vào lúc này. Lô rơ thì lão đảo kiên trì tiến lên. Thời gian dần trôi qua. Mức độ càng tăng cao khi đã đóng băng đến cực hạn băng tựa như là một ngọn lửa bắt đầu đốt cháy cơ thể của ngươi cơ thể của rất nhiều người bắt đầu dần biến mất có người là khuỷu tay biến mất có người là cái tráng biến mất có người thì bắp chân biến mất nhưng thật ra thì chỉ cần ngươi còn nguyện ý tiếp tục tiền về phía trước cho dù là hai chân của ngươi đã không còn cũng vẫn có thể duy trì tiến lên bởi vì ở chỗ này đều là linh hồn không tồn tại thân thể thực chất rốt cuộc ashley không chịu nổi nữa cô vừa đi vừa áp sát về phía karen nói tôi cũng muốn karen giả bộ như không nghe thấy ashley lại hô lên một tiếng tôi muốn karen tiếp tục không quan tâm cô gái này quả thực ngây thơ sáng sủa nhưng cũng có chút quá ngây thơ richard đã đang khóc nếu như không phải karen dắt lấy cậu ta cậu ta cảm giác mình đã sớm muốn từ bỏ quá đau đớn đã khiến cậu ta cảm thấy tuyệt vọng cũng không tính là mất mặt, bởi vì bên trong những người còn ở đây, một nửa trở lên đều đang khóc. Lúc này, một giai đoạn đóng băng mới xuất hiện, sau khi bước qua làng ranh kia, từng bóng người biến mất, rốt cục cũng không kiên trì nổi nữa mà muốn từ bỏ. Qua khỏi làng ranh này này, những người còn đang kiên trì, Karen nhìn xung quanh đếm sơ một chút, mình có thể nhìn thấy 10 người, lại tính toán thêm những người bên ngoài tầm nhìn, hẳn là cũng có hơn 10 người, cho nên, bây giờ đoán chừng không đến 30 người còn đang kiên trì rồi. Gần 30 người này, xem như tiến vào giai đoạn vòng đấu loại. A a a. Lô rơ rốt cục không kiên trì nổi nữa, quỳ rạp trên đất, vừa khóc thân hình vừa biến mất. Lê ông nhìn thoáng qua vị trí lô rơ biến mất, giống như là cái xác không hồn, tiếp tục đi tới. Đúng vậy, tất cả mọi người ở đây, bao gồm Karen, mọi người bây giờ cũng đã biến thành cái xác không hồn tinh thần và vẻ mặt của karen bây giờ không có vấn đề nhưng những nơi bị đóng băng và biến mất trên cơ thể cũng không ít hơn người khác cục diện là ngang hàng chỉ có điều thực sự không giống là nội tại và tâm tính lúc này bên cạnh xuất hiện một dòng suối nhỏ bên trong dòng suối nhỏ có nước đang chảy còn có từng chiếc từng chiếc thuyền nhỏ trên thuyền nhỏ có để cà phê nóng hổi cùng canh thịt đã không ai sẽ để ý đến cảnh tượng này xuất hiện ở đây phải chăng có phù hợp logic hay không khi nó xuất hiện lúc có bảy tám bóng người lần lượt không nhịn được sự mê hoặc nhảy vào trong dòng nước rồi biến mất trên ngọn núi này chỉ còn lại không tới hai mươi người mà lúc này bất kể là gió sương hay vẫn là đóng băng trong nháy mắt tăng lên gấp đôi trong chốc lát lại có không ít người lựa chọn rời khỏi đây phòng tuyến tâm lý của bọn họ đã bị đánh gục bởi sự tăng lên gấp đôi một cách bất ngờ này lúc này chắc là chỉ còn lại khoảng mười người bởi vì biên độ đóng băng và gió tuyết đã hạ xuống tạm thời cân bằng lại. Karen đã có kinh nghiệm, mỗi lần tăng lên hạ xuống, cũng là để giảm bớt số lượng người, trọng tài đang điều khiển thế cuộc. Từ 10 chọn ra năm đã vào trận chung kết. Lúc này tên thanh niên kỵ sĩ đoàn phía bên phải lại nhìn về phía Karen, sự phẫn nộ cùng với kiêu ngạo trong mắt đã không thấy nữa, mà là toát ra một sự kính nể thuần túy, bởi vì quân nhân, kính nể kẻ mạnh. Ca. Ka. Karen. Bỏ, bỏ tôi xuống. Anh Anh cố lên Tri chắc rõ ràng Đến giai đoạn sau cùng Cậu ta cũng rất khát vọng có thể bước chân vào danh sách Nhưng cậu ta sợ bởi vì mình Dẫn đến Karen không cách nào tiến vào danh sách Sự mê hoặc của việc có tên trong danh sách Và sự ấy nấy nếu vì cậu ta mà Karen thất bại Khiến cậu ta lựa chọn cái thứ hai Bởi vì sự thật đã chứng minh Karen thật sự đã kéo cậu ta gắn gượng đến bước này Karen nhất định có thể tiến vào trong danh sách nếu như không có vướng víu là mình bên cạnh. Karen biết, Richard không phải là đang diễn kịch kể khổ, bởi vì trong thời điểm cực đoan này, tất cả mọi người đều trong trạng thái người không ra người quỷ không ra quỷ, nếu như Richard còn có thừa sức diễn kịch, vậy cậu hoàn toàn có thể tự mình đứng lên mà đi về phía trước. Trên thực tế, phần lớn người ở đây vào lúc này đều đã chết lặng, cho nên, Richard nói ra chính là những lời trong lòng. Người, chính ra như vậy, bất kể là thân thích hay vẫn là bạn bè, nếu như đối phương cố ý muốn lợi dung ngươi, vậy ngươi để hắn lời được một rêu thì ngươi cũng sẽ thấy khó chịu. Nếu như đối phương vẫn luôn giữ một khoảng cách không lợi dụng ngươi, còn lo lắng cho ngươi, như vậy thì cho dù tiêu mất một nghìn rêu thì ngươi cũng vui vẻ đồng ý. Cánh tay của Karen đã biến mất, nhưng anh vẫn túng lấy ri chắc như cũ, để linh hồn của cậu ta có thể tiếp tục duy trì trạng thái tiến lên. Tiếp tục, sắp đến rồi. Không thể. Liên lụy, anh được lại kiên trì thêm một hồi sắp rồi buông ra đi rốt cuộc thì tôi đang gian lận chúng ta là anh em nếu như cậu xem đây là gian lận vậy thì tôi có phải xem như là đang trộn đề lúc này người đi phía trước lê ông không thể tiếp tục kiên trì được nữa hắn bỗng nhiên quay người dùng cơ thể tàn tạ trực tiếp đánh về phía lê ông đụng ngã lê ông lê ông vốn cũng chỉ vào một hơi cuối cùng để duy trì bị va chạm như vậy trực tiếp xì hơi, thân hình biến mất. Đây là vì vị trí, không từ thủ đoạn, đương nhiên, trên quy tắc cũng không nói là không thể làm như vậy, chỉ có điều nếu làm như vậy thì giá phải trả có lẽ sẽ hơi lớn, không chỉ khiến mình trở thành mục tiêu khiến người khác đề phòng, quan trọng hơn đó là còn rất dễ dàng đắc tội với người khác. 10 còn 9 Người khiến Lê Ông ra ngoài, ngẩng đầu, nhìn chầm chầm Karen. Sau khi nhìn thấy màn này, Ashley ở bên trái, một nửa khuôn mặt đã biến mất quay đầu nhìn về phía Karen. Thanh niên kỵ sĩ đoàn phía bên phải, cũng quay đầu nhìn về phía Karen. Thiếu niên chơi cục đá sau lưng, cũng dời ánh mắt nhìn vào Karen. Cô gái ngủ gật đã tỉnh giấc, trên mặt toàn là nước mặt cũng nhìn chầm chầm Karen. Bởi vì Karen còn dắt theo một người, chỉ cần Karen ngã xuống, vậy thì đối thủ cạnh tranh trong nháy mắt sẽ từ 9 còn 7. Nhưng lập tức, người đụng ngã lê ông và bao gồm tất cả mọi người xung quanh, đều dời ánh mắt khỏi người của Karen. Bọn họ biết rõ đi đến nơi này gian nan và khó khăn đến giường nào mà Karen lại còn có thể mang theo một tên vướng víu bên cạnh. Cho nên, người này không thể trêu chọc. Karen vốn cho rằng mình sẽ trở thành mục tiêu. Anh đều đã chuẩn bị kỹ càng, một khi chung quanh có người vọt về phía mình, anh sẽ buông ri chắc xuống để lao đến cắn xé với đối phương bởi vậy sau khi những người xung quanh đều dời ánh mắt đi trong lòng karen còn cảm thấy có chút kinh ngạc nhưng mọi việc rất nhanh thì bình thường trở lại tri chắc vướng víu ngược lại trở thành biểu tượng chứng minh sức mạnh của mình trong hoàn cảnh đặc biệt này cái tên xô lê ông ra khỏi huyển cảnh kia có khả năng không biết thân phận của lê ông cũng có thể là biết nhưng hắn không quan tâm nhưng nguyên nhân mà hắn lựa chọn lê ông làm mục tiêu để ra tay đó là lê ông vốn chỉ đang dựa vào một hơi cuối cùng để gắn gượng chống chịu hắn hiểu được chỉ cần đẩy một cái lê ông sẽ bị đẩy ra khỏi danh sách những người cạnh tranh nhưng mà hắn không dám ra tay đối với karen bởi vì hắn không cho rằng những người khác bốn phía xung quanh sẽ cùng hắn liên thủ ra tay với karen bởi vì danh sách sau cùng là năm người mà cũng không phải là một người ai quyết định ra tay tất nhiên sẽ phải chịu sự phản công đến từ karen không ai sẽ khờ dại cho rằng karen gặp phải tình huống này sẽ còn tiếp tục ngây ngốc ôm theo tên vướng víu kia mà không thả ra người bình thường lựa chọn đều là vào lúc đó vứt bỏ tên vướng víu kia rồi chơi chết kẻ vừa ra tay với mình. Trên điều kiện tiên quyết là phải cạnh tranh với nhau thì không ai sẽ đi lựa chọn người mạnh nhất để ra tay, giải pháp tối ưu nhất về mặt lý tính, thường thường trên mặt cảm tính lại chắc chắn. Tên kia nằm rạp trên mặt đất, giống như là đang thở dốc. Karen dắt lấy ri tiếp tục đi tới, vượt qua trước người của hắn, hắn cũng không nhúc nhích. Những người khác cũng đang tiến lên, nhưng trong vô thức đều kéo giãn khoảng cách lẫn nhau. Lần này là thời cơ có khả năng tiến hành hợp tác nhất, một khi cơ hội này đã mất đi, muốn hợp tác đối phó ai khác thì gần như không có khả năng. Karen vượt qua tất cả mọi người, cất bước tại hàng thứ nhất, sau đó tiếp tục kiên định tiến về phía trước. Karen cúi đầu, nhìn về phía Richard, trình độ đóng băng trên da Richard đã đạt đến 8 phần, Richard bây giờ càng giống với một cục băng, nhưng ý thức của cậu ta vẫn còn, cậu ta vẫn đang cố gắng giữ tinh thần. Thật ra, đến độ cao này, cho dù không phải tự cậu ta bò lên, sự bền bỉ này cũng rất không tệ. Điều này nói rõ rằng thật ra thiếu phú của Richard cũng cực kỳ cao, nhưng tính cách của thằng này lại hơi lông bông, có chút lãng phí thiên phú của bản thân. Dù gì thì việc này cũng là chuyện bình thường, với gia thế của cậu ta, giúp cậu ta có một điểm khởi đầu rất cao so với người bình thường, nhưng cũng đồng thời lấy đi sự kiên nghị mà một người sẽ có khi leo lên từ dưới thấp. Độ cao lại tăng lên một chút, mức độ đóng băng của linh hồn lại tăng lên một độ cao mới. Lúc này, ý thức của tri rốt cục sắp hiện ra xu thế tan rã, điều này có nghĩa rằng nếu còn tiếp tục đi hướng lên trên, cậu ta có thể sẽ trực tiếp bị đẩy ra khỏi bài kiểm tra. Karen dứt khoát dừng bước, quay người, mặt hướng về phía dưới núi, ngồi xuống. Tri chắc tựa ở trên cánh tay Karen, phát ra âm thanh yếu ớt lại đứt quãng. Ca. Ren. Tôi thực sự là. Thực sự là một phế vật A. Từng, đúng rồi đấy. Anh. Giúp tôi. Như thế. Tôi lại. Vẫn còn không. Không đi lên nổi. Tốt, không cần nói nhiều lời thì tôi cũng biết rồi. Tôi thấy đau quá. Bị anh. Bị anh dắt, dắt lên như vậy tôi thấy đau quá làm kiêu làm bạn bè làm anh em tôi không muốn làm vướng víu cậu ngậm miệng đi có thể chống được bao lâu thì đi bấy lâu lúc này phía dưới xuất hiện thứ một bóng người hắn ta đi lên là tên thanh niên kỵ sĩ đoàn kia sau đó hắn dừng lại hắn nhìn karen đang ngồi ở phía trên còn có rechat ngồi dựa vào ở bên cạnh hắn cũng hiểu được nguyên nhân mà karen dừng lại là do tên đi cùng kia không cách nào tiếp tục đi tiếp lên trên nhưng karen ngồi xuống ở đây như vậy hắn cũng không dám đi lên bởi vì dựa theo quy tắc muốn bảo đảm năm vị trí đầu không chỉ trong lúc ngươi đang kiểm tra là năm vị trí đầu còn phải bảo đảm sau khi rời đi thì những người đằng sau vẫn còn tiếp tục khảo sẽ không vượt qua tọa độ độ cao mà ngươi để lại Hắn tận mắt nhìn thấy Karen vậy mà túng theo đi chắc leo lên tận trên đấy, khẳng định là muốn bảo đảm vị kia có thể tiến vào trong năm vị trí đầu, mà bây giờ vẫn còn lại không ít người cạnh tranh, phương thức bảo đảm tốt nhất, đó là xử lý hết đám người cạnh tranh ở chỗ này. Khó xử nhất chính là, càng đi lên cao, con đường sẽ càng chật hẹp, ở vị trí dưới mắt này, muốn an toàn vòng qua chỗ của Karen để đi lên, gần như là không thể nào, mà lại, mỗi một bước di chuyển đều sẽ hao phí sức lực vốn không còn lại bao nhiêu của hắn hắn cũng không muốn lãng phí vào việc đi vòng qua nhìn vị này dừng bước trước mắt ngồi yên bất động nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha